Trọng tài Nguyễn Đình Thái đã nổi còi để cho hiệp 1 của trận chung kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 được chính thức bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì đội bóng Viettel ra sân trong bộ trang phục màu trắng sẽ chấn giữ khung thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới lối chơi kỹ thuật mà Hà Nội đã gây công gây dựng. Nhưng ngày hôm nay thì điều kiện thời tiết là hoàn toàn lý tưởng và nó tạo điều kiện cho cầu thủ của cả hai bên đều có khả năng phô diễn. Những Quang Hải sẽ xoay người dứt điểm ngay, nhưng sau đó là một đường chuyền bất ngờ vào phía trong cho Văn Quyết ở một vị trí thuận lợi hơn. Người đang bị đau là Vũ Minh Tuấn. Minh Tuấn cũng đã có một bàn ở Cúp Quốc gia mùa này, đó là bàn thắng vào lưới của BKMX Bình Dương. Và qua người của Quang Hải, vẫn đang là Quang Hải cơ hội dành cho cầu thủ Hà Nội. Đường chuyển hơi mạnh, bóng vừa chạm đầu của Văn Quyết. Vẫn đang là các cầu thủ Hà Nội. Quang Hải qua người rất hay. Và có thể nói là qua hai trận đấu gần đây nhất của câu lạc bộ Hà Nội thì nhiều người đã nhìn thấy là cầu thủ này đang trở về với trạng thái tốt nhất của mình. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp giữa Quang Hải và Văn Quyết, những người đã phối hợp với nhau ở bàn thắng mở tỷ số trận đấu bán kết từ một tình huống cố định và cũng đã tạo cơ hội cho nhau ở bàn thắng thứ tư. Nhưng bàn thắng của Văn Quyết chính là nút thắt để giải tỏa cho những gì bế tắc mà Hà Nội có thể phải đón nhận. Quang Hải rất nhanh, cánh trái là Văn Quyết. Quang Hải qua người, vẫn là Quang Hải, có thể dứt điểm không vào. Thành Trung, Quang Hải đã sở hữu hai cơ hội đáng chú ý kể từ đầu trận. Vừa rồi là một pha bóng mà anh đã quyết định không phối hợp với Văn Quyết, thay vào đó là tự tin qua người và sau đó tung ra cú sút bằng chân trái. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá này của Quang Hải. Đây là một Quang Hải mà người ta đang chờ đợi cho sự trở lại với cảm sóng rất tốt. Qua người vượt qua Quế Ngọc Hải và sau đó dứt điểm về khung thành của Nguyên Mạnh. Sau đó thì họ vượt qua BKMX Bình Dương với tỷ số 4-1 trên sân nhà. Và thử thách thực sự đến ở trận đấu bán kết. Việt Anh, Đỗ Hồng Dũng qua người, vẫn là Đỗ Hồng Dũng, người vừa chơi lăn xả và ngăn chặn với Đỗ Hồng Dũng là Trọng Đại. Những pha xuống bóng ở hai biên của câu lạc bộ Hà Nội vẫn luôn nguy hiểm như vậy. Chỉ thoáng mất tập trung thôi, một thoáng chần chừ thôi của hậu vệ đối phương là đủ để cho, và sẽ không nhận được nhiều sự hỗ trợ, sẽ cần nhiều kỹ năng xử lý cá nhân những tình huống bứt tốc khi mà Viettel có thể sẽ sử dụng những đường truyền dài nhiều hơn. Hùng Dũng rất hay, Tấn Tây không được. Thành Trung, hai tình huống dứt điểm liên tiếp. Đáng tiếc cho Hà Nội khi Thành Trung đã dứt điểm một ở nhịp 1. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp vừa rồi. Hùng Dũng và Tấn Tài, bốn áo trắng đã bị hút về hướng di chuyển của Đỗ Hùng Dũng. Pha phối hợp không thành công giữa Moses và Lê Văn Xuân. Bruno, khoảng trống, Hoàng Đức sút xa. Đó là tình huống mà Hoàng Đức đã ghi bàn tại SEA Games gần nhất. Đó chính là cự ly mà anh đã ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng. Cơ hội đầu tiên dành cho câu lạc bộ Viettel. Phút thứ 20 của hiệp 1 và đội bóng áo trắng đã có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Một cú sút với lực đi rất tốt. Không được. Khung thành của Hà Nội liên tục chao đảo. Quế Ngọc Hải thêm một cú chao bóng nữa. Sút bóng và dứt điểm ngay thuộc về Vũ Minh Tuấn. Như vậy là đã có liên tiếp 3 tình huống dứt điểm về khung thành của Bùi Tấn Trường. Vũ Minh Tuấn vừa một lần nữa cho người ta thấy rằng anh là một trong những cầu thủ có khả năng sút bóng sống tốt nhất Việt Nam.
Và xử lý có phần vội vàng của Đặng Văn Tới. Rudo. Quang Khải. Hoàng Đức. Dứt điểm. Bóng lập bập nhưng vẫn không đủ lực để có thể gây khó với thủ môn Bùi Tuấn Trường. Trong khả năng kiểm soát bóng. Nhưng sau đó khi có đầy đủ người có thể tạo ra được áp lực thì cũng không ngần ngại để dâng cao và bắt 1-1. Và vào lối của Trọng Đại với Hùng Dũng. Trong một thế trận khó khăn ở trận bán kết, Hà Nội đã có bàn thắng mở tỷ số từ một tình huống cố định. Xét trên bình diện quốc nội thì họ đang là đội bóng có được nhiều phương án đa dạng nhất trong việc hướng tới khung thành đối phương. Cú chơi bóng của Quang Hải. Khải, Văn Quyết! Vẫn đang là Văn Quyết nhưng tiếng còi đã cất lên. Đã có lỗi việt vị. Trợ lý Phạm Mạnh Long đã căng cờ báo hiệu việt vị với đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng đứng đó là một bài đá phạt đáng xem nữa của đội bóng thủ đô. Chính xác là Văn Quyết đã việt vị. Mọi thứ được dàn xếp một cách cụ thể và rõ ràng. Người bị phạm lỗi là Vũ Minh Tuấn. Các cầu thủ áo trắng đã quá vội vàng trong việc thực hiện quả đá phạt. Đó là điều họ cần phải rút kinh nghiệm. Tỷ số trên sân vẫn đang là 0-0. Hoàng Đức. Đường chuyền dành cho Bruno. Bruno rất nhanh. Hoàng Đức. Hoàng Đức đã bất lợi trong pha bóng tranh chấp khi xung quanh anh có tới 3 cầu thủ đối phương. Cú sút đầu tiên của Viettel ở trận đấu này là pha dứt điểm từ xa. Đã có một tình huống gây tranh cãi. Thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Quế Ngọc Hải với pha phạm lỗi đầu tiên. Và sau đó thì một cầu thủ của Viettel đã có một cú đá đưa trái bóng vào đầu của Văn Quyết, người đã nằm sân sau pha va chạm. Thẻ vàng của Quế Ngọc Hải là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Ta sẽ cùng xem lại tình huống đã dẫn tới chiếc thẻ phạt của Quế Ngọc Hải. Và sau đó là cú đá của Trọng Đại. Ngay lập tức thì các cầu thủ Hà Nội phản ứng với Trọng Đại, người có động tác thứ hai mang tính chất không đẹp mắt cho lắm. Nhưng cũng có thể thấy là phản ứng của Văn Quyết là không quá quyết liệt. Điều đó cho thấy là các cầu thủ đang tham dự ở trận chung kết này đều đang chứng tỏ sự tập trung tối đa cho màn trình diễn của họ trên sân bóng. Hơi khó cho Thành Trung. Đường chuyền từ biên là của hậu vệ Lê Văn Xuân. Trong suốt chiều dài của mùa giải năm nay, Hà Nội thường xuyên phải chơi với một đội hình phòng ngự khuyết 3 trên 4 vị trí thường xuyên đá chính cho mùa giải năm ngoái. Đó là Duy Mạnh, Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu.
Những trận đấu cũng đã giúp cho Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân trở nên trưởng thành hơn và có thêm nhiều điều kiện để hoàn thiện mình. Lỗi của Đức Chiến.